Chào mừng quý anh chị và bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là Hyundai Bắc Ninh. Em có một chiếc Tucson 1.6 turbo phiên bản cao nhất. Hiện tại turbo thì bọn em có sẵn màu đỏ, màu trắng, màu đen sẵn giao cho quý khách hàng. Chiếc xe này với mức giá bán hiện tại bên Hyundai Bắc Ninh đang giảm so với giá niêm yết là khoảng 10 triệu đồng. So với giá là 959 thì bên em đang bán giá là 950 triệu. Tặng phụ kiện cho quý anh chị đó là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Đó, anh chị mời anh chị xem qua xe. Thì trong video này thì em xin phép đề cập đến mức giá bán này, cũng như chính sách giá lăn bánh và chương trình hỗ trợ trả góp cho chiếc xe Tucson 1.6 turbo. Thì về giá bán thì em đã đề cập rồi, đó là giá 950. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh nó rơi vào khoảng 1 tỷ 060 triệu. Và chương trình hỗ trợ trả góp thì bọn em có hỗ trợ cho quý anh chị tối đa là 8 năm. Thời gian vay là 8 năm này. Giá trị xe là 80%. 80% giá trị xe. Và lăn bánh, giá lăn bánh tối thiểu tại đại lý Hyundai Bắc Ninh thì nó đâu đó rơi vào khoảng khoảng 305 triệu là anh chị đã có thể lăn bánh được một chiếc xe rồi. Vâng, với đầy đủ những cái công nghệ của giống như một chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp thì Tucson đầy đủ những công nghệ như vậy. Từ hệ thống đèn full LED, pha cốt full LED này, rồi có hệ thống Hyundai Smart Sense. Đầy đủ hết, giữ làn rồi cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù trên gương, cam 360 độ. Rồi cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phòng tránh va chạm người đi bộ, vân vân. La răng của xe thì được thiết kế cho phiên bản cao nhất này với kích thước là 19 inch, to bằng Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp luôn. Đến phần gương trợ bên ngoài thì xe được tích hợp camera 360 độ kèm công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Đến phần đuôi xe thì xe được trang bị đó là cụm đèn hậu dạng full LED có hình móng hổ rất là thể thao và khỏe khoắn. Tucson phiên bản này thì là thể thao nhất nhà Hyundai rồi. Anh chị có thấy là đây, mở cốp thì em có thể mở cho anh chị bằng nút hold. Đó, có rất nhiều cách mở cốp, anh chị có thể bấm trực tiếp vào nút ở trên màn hình. Đây, bấm trực tiếp vào nút mở cốp này và bấm trên chìa khóa hoặc là thao tác ở trong phím điều khiển sau vô lăng. Cốp xe của Tucson anh chị có thể thấy là rất là rộng, thể tích lên đến là 562 lít. Đó, nó có thể để được rất nhiều hành lý. Các bác Hàn rồi Trung Quốc đều mua Tucson này để được gậy gốp rất là dài. Tucson thì được trang bị hệ thống đó là 8 loa bâu. Đó, 8 loa bâu cho chất lượng âm thanh tốt và có trải nghiệm trung thực. Cốp thì là cốp điện có tích hợp chống kẹt an toàn. Phiên bản 1.6 turbo thì dẫn động với hệ thống dẫn động hatchback thông minh của Hyundai thì sẽ mang đến những cái vận hành hiệu quả. Xe Tucson này em lưu ý thì chỉ được trang bị một đèn lùi nhé. Quý anh chị nào thắc mắc thì lại bảo là không có hai đèn hoặc là đèn bị cháy, nhưng mà xe chỉ được trang bị duy nhất một đèn lùi thôi. Hệ thống cảm biến là 4 cảm biến và có cam lùi, cam 360 độ. Đây là thông số về tiêu hao nhiên liệu. Trên đường kết hợp là 7,2 lít, trong đô thị là 8,8 lít và đường ngoài đô thị là 6,3 lít. Vâng, một con số rất là tiết kiệm. 1.6 turbo mà. Cùng khám phá khoang nội thất của xe thì xe được trang bị với tông màu chủ đạo là màu đen, có ghế là ghế màu nâu. Đó, xe là xe mới, xe này khách mới bấm biển anh chị ạ, mới bấm biển thành phố Bắc Ninh. Loa của xe thì là 8 loa bâu, lại em có giới thiệu rồi. Xe bản turbo cho nên là được trang bị nhiều ghế hai vị trí này, rồi vô lăng 4 chấu có tích hợp những cái phím mạ bạc rất là sang trọng. Kiểm soát hành trình chủ động, giữ làn, rồi thì ga tự động cruise control, nghe gọi đàm thoại rảnh tay, tăng giảm lượng vân vân. Màn hình đây là màn hình đa thông tin của xe thì full digital, kích thước 10,5 inch. Đó. Khi mà xi nhan thì sẽ được tích hợp trên chiếc màn hình đa thông tin này. Đó, xi nhan trái thì sẽ có hiển thị bên trái và xi nhan phải sẽ hiển thị bên phải, có vòng tua và số km hiển thị trên này. Xe
được trang bị cần số nút bấm, cho nên là sẽ được trang bị với cần số lẫy thể thao. Màn hình giải trí trung tâm, kích thước 10,5 inch, full digital, rất là nét. Đó, thao tác rất là mượt mà. Ở trên này thì sẽ có đầy đủ hết những cái tính năng như là cảnh báo tốc độ này, rồi cảnh báo phương tiện vạch kẻ đường cho người đi bộ, cũng như là tốc độ trên những cái cung đường mà quý anh chị đang đi, tránh trường hợp là quá tốc độ. Điều hòa của xe thì được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc không khí ion, rồi hàng rất là nhiều nút phím bấm cảm ứng trên này, tăng giảm, rồi sạc không dây cũng được trang bị cho phiên bản 1.6 turbo. Không chỉ 1.6 turbo mà ở Tucson thì còn phiên bản đặc biệt, xăng đặc biệt và dầu đặc biệt, sẽ được trang bị sạc không dây. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái công nghệ như là làm mát và sửa ấm vị trí hai hàng ghế phía trước, rồi sửa vô lăng, hỗ trợ đổ đèo, bật tắt cảm biến, bật tắt cam 360 độ. Đấy, cam 360 độ rất là nét, nét như của đàn anh Santa Fe luôn. Về chế độ lái đi, thì bản hai cầu này vẫn là 4 chế độ lái quen thuộc như đàn anh Santa Fe: Eco, Normal, Sport và Smart. Đấy, Eco là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, Normal là chế độ lái bình thường, Sport là chế độ lái thể thao. Cảm giác rất là phấn khích. Tucson 1.6 turbo này anh chị có thể đạp dính lưng đấy. Smart chế độ lái thông minh giữa trung bình giữa ba chế độ lái kia. Rồi, đây là khóa V-Side. Rồi, khóa V-Side cầu xong. Phanh tay điện tử Auto Hold thì cũng đều được trang bị cho tất cả các phiên bản của Hyundai Tucson. Ghế thì là ghế màu nâu, vậy da chất lượng rất là tốt. Cửa sổ trời, đặc biệt là bản 1.6 turbo này thì mới được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó, cửa sổ trời một chạm tự động, tạo cái không gian rất là thoáng, rất là tuyệt vời. Đóng cũng một chạm, vậy rất là nhàn hạ. Cùng em đến với hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai của Tucson thì nó là rộng hơn cả, có độ rộng hơn cả đàn anh Santa Fe và có một độ ngả lưng ghế rất là tốt. Hàng ghế thứ hai của Tucson thì sẽ được gặp là 60-40, thì lại 60-40, vâng, độ ngả lưng ghế tốt. Anh chị nào cao 1m8 thậm chí 1m85 ngồi hàng ghế sau này cũng rất là thoải mái. Đấy, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau này, rồi thì có sạc tích hợp cổng sạc cho các thiết bị điện tử giúp quý hàng giải trí. Đấy, các hộc để đồ rất là tiện lợi, hộc để xoay nước này, rồi có những cái đường vải đấy may nhìn rất là cá tính. Đấy, đường chỉ mạ bạc chạy dọc theo thân xe, tạo cảm giác sang trọng và thể thao. Thì cơ bản thì Tucson sẽ là như vậy, thể thao, hiện đại, trẻ trung và đầy những công nghệ. Thì anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Tucson thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.